Xin chào quý vị khán giả, mình là Hai Lúa Sài Gòn. Lâu lắm rồi mình mới trở lại để tiếp tục quay clip để mọi người cùng xem. Thì trong thời gian qua khoảng 2 tháng vừa qua thì Hai Lúa Sài Gòn có bận nhiều việc cho nên chưa thể thực hiện các clip mới để quý vị khán giả cùng thưởng thức. Thì hôm nay mình có dịp để đến thăm nhà của anh Châu Văn Bình. Anh Châu Văn Bình đã từng xuất hiện clip trên kênh Hai Lúa Sài Gòn rồi. Thì vừa rồi mình có dịp đi đám cưới cùng với anh thì nghe anh hát một cái bài hát rất là ấn tượng. Thì hôm nay mình đến đây để muốn quay lại để chia sẻ quý vị và quý vị và các bạn là cái bài hát này, xem là anh hát như thế nào. Xin mời quý vị ha. Chào anh. Hôm nay em là Hai Lúa Sài Gòn. Anh cũng từng quay một cái clip về anh, thì hôm nay em muốn xuống để nghe anh hát một cái bài hát về Trần Dạ Cẩm Giang. Mà hồi trước em có lần đi đám cưới mà nghe anh hát á, thì hôm nay anh có thể hát lại để cho mọi người cùng nghe, để cùng thưởng thức với để coi để mọi người cùng thưởng thức cái bài hát này. Hôm nay là có đàn ha các bạn ha. Thì anh Châu Văn Bình có thể giới thiệu người sẽ đánh đàn cùng với anh là ai ạ? Đây là nhạc sĩ Văn Sơn. Văn Sơn này là chơi chung với mình đó là mấy mươi năm rồi đó. Dạ, mấy mươi năm anh hả? Từ cái hồi năm năm tám mấy hả sao? Mà thân không anh, chơi mà thân không? Không chơi với anh Bình thân lắm, anh Bình nghệ sĩ xưa mà chơi rất là thân, anh em hồi xưa cũng chơi văn nghệ chung. Dạ, rất là nhiều năm. Quý vị thì cũng được biết là anh Văn Sơn là học trò của thầy Văn Hải, nhạc sĩ Văn Hải, phải không anh hả? Học trò của thầy Văn Hải lâu. Dạ dạ, thì thường bây giờ thỉnh thoảng còn lên trên thầy không anh? Tuần nào cũng lên thăm thầy. Dạ dạ, ok. Dạ thì thôi chắc là hôm nay anh Bình sẽ hát bài gì anh Bình ha? Sẵn đang dẫn cái Văn Sơn cái bài Trần Dã Cẩm Giang nè. Cái bài này là hai câu chỗ cổ của cái bài này là mình đã ca mấy mươi năm rồi. Dạ, dạ. Lúc đó đó là mình mới có hai mươi mấy tuổi gì đó. Lúc đó thì tuy nhiên nó còn cái sức trẻ, còn bây giờ mình cũng gần 60, nhưng mà mình cũng cố gắng để mình ca lại cái hai câu Trần Dã Cẩm Giang này cho các bạn cùng nghe. Dạ rồi, em cảm ơn anh Bình với anh Sơn. Bây giờ mời quý vị khán giả cùng theo dõi ha. Cho dù người ta có
Cho Nhân Bình thì anh Sơn thấy sao anh Sơn? Anh Bình nay ca ngon rồi, mặc dù sáng sớm nhưng anh ca hơi đủ quá. Ca ngon. Hôm nay là mình đến nhà anh Châu Văn Bình cũng hơi sớm, sáng sớm đến để mấy anh em vừa uống ly cà phê xong rồi nói chuyện kể chuyện đời xưa tới giờ thì anh Bình mới hát. Thì không biết là năm nay anh Bình được bao nhiêu tuổi anh Bình hả? Năm nay mình 56 rồi, cũng gần 60 rồi. Dạ, nhưng mà hồi xưa thì cái câu vọng cổ mà Trần Dạ Cám Giang đó mình lên một hơi được không anh? Hồi lúc đó anh 20 mấy gần 30 tuổi thì anh lên một hơi một à. Dạ. Nhưng mà anh phải thêm vô vài chữ nữa. Thêm chữ vô nữa? Có thêm vài chữ nữa, dạ. Anh còn nhớ. Còn bây giờ thì sao anh? Bây giờ thì... ngắt ra như nãy đó. Bây giờ phải ngắt à. Nhưng mà giờ thí dụ như quất một hơi mà thử nổi không? Một hơi thì nó không có bảo đảm đâu. Là tại vì mình đi show phải giữ cho nó có cái chất lượng. Dạ. Cho nên bây giờ với cái tuổi tác này thì mình phải ngắt ra chút. Dạ. Nó yếu hơn hồi xưa. Dạ. Rồi anh Sơn là bản thân có trong bình là thường tới đây để chơi không anh? Thì rảnh rảnh thì cũng đợi thăm anh em, tại cũng chơi chung mấy chục năm rồi. Dạ. Thích ảnh, cái tánh ảnh tốt tánh. Dạ. Thích lắm. Nghe nói ảnh tu nữa anh, tu. Tu. Ngồi thiền hàng đêm. Dạ. Tốt bụng lắm. Dạ. Ngồi thiền là để có sức khác hay là do cái mình tu để cái tâm mình nó tịnh không? Không. Ngồi thiền đó là trước tiên đó là để mình tu tâm dưỡng tánh. Dạ. Nhưng mà nó cũng có liên quan tới cái ca hát nữa đó. Dạ. Cái hơi mình nếu mà dài đó, thì mình cần ngồi thiền á. Dạ. Tại vì ngồi thiền đó là cái khi mình hít thở là hít vô một hơi dài rồi mình thở ra cũng một hơi dài, nó từ từ cái hơi mình nó dài ra. Dạ. Đó cũng là cái cách ngồi thiền để mình ca hơi dài đó. Dạ. Vậy cho em hỏi luôn, cái em cũng chia sẻ cái clip này đến quý vị khán giả. Còn ví dụ như mà em được biết là anh Sơn với anh Bình cũng đi nhiều show để hát và đàn, thì em biết nếu như quý vị khán giả gần xa mà có muốn book show, muốn gọi cho hai anh thì sẽ liên hệ qua số điện thoại nào anh ha? Liên hệ qua cái số anh, rồi nếu mà có anh đi đó là có cần nhạc sĩ thì có Văn Sơn nè, cái số là 0909 303 846. Dạ, là cái số của anh Bình. Vậy sẵn anh Sơn cho cái số điện thoại của anh Sơn đi, nhiều khi cái số điện thoại của mình là 094 dạ 888 dạ 0333. Dạ, quá trời cái giọng của anh Sơn rõ quá. Anh Sơn là hát được không anh Sơn? Cũng được. Dạ. Vậy thì giờ giờ anh quất một bản đi. Xong ca, xong ca chứ. Ủa mình ôm đàn mình hát. Mình ôm đàn mình hát không được ha. Hơi khó. Dạ, nhìn anh Sơn còn trẻ không biết là năm nay anh Sơn được nhiêu anh Sơn? Năm nay 50 tuổi rồi. 50 tuổi hả? Trời ơi. Nãy giờ em nhìn em tưởng đâu 20 chứ. Không, tại em hay nói vậy cho người ta vui với anh. Dạ. Rồi, hôm nay mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái clip này ha. Các bạn dân mê cải lương, yêu mến nghệ sĩ cũng như là những giọng ca danh cầm thì có thể theo dõi trên kênh của mình. Và xin chúc cho anh Châu Văn Bình ha, với là anh Văn Sơn thật nhiều sức khỏe để đem lại ca tiếng hát của mình đến phục vụ mọi người yêu thích cải lương. Anh Sơn ha.
Dạ anh cũng chúc cho kênh em ngày càng phát triển hơn nữa nha. Dạ em cảm ơn anh. Chúc mọi người vui khỏe. Dạ em cảm ơn anh Bình. Em chào tạm biệt ạ.